cảnh đẹp thật đấy. Quay. Cậu quay cái gì đây đấy? Cảnh đẹp quá, cháu quay một tí rồi. Được, để tôi giới thiệu cậu đi quay đây vài cảnh nhá. Đây là hoa hồng mà do tôi trồng. Ôi rồi ôi. Đây là rau khoai lang này cũng cho tôi trồng. Ở đây cái mít này sai lắm, có mỗi quả này. Cái mít này sai lắm. Thôi không, cháu không ăn mít. Hôm nay cháu đến đây ấy, là để tìm nhân vật, tìm người ấy để phỏng vấn. À thế cậu tìm ai? Cháu tìm bà cái bà hàng xóm gì mà nổi tiếng ấy nhỉ, ở Hưng Yên mình nhỉ. À, thế bà ấy có phải là bà Thị Sướng không? Ôi thế bà ấy là bà tôi. Tôi là Văn Hoạt đây. Đấy nổi tiếng lắm, còn à, mẹ tôi là dân chơi Thị Phế nữa, chắc là cậu biết đấy, nổi tiếng lắm đấy. Cả Thị Phế luôn ạ. Thế nhưng mà cái cậu Vinh gì ở Hưng Yên ấy nhỉ? Bác có biết không nhỉ? À đây cũng là tôi. Ấy, là tôi luôn. Ngại quá đi thôi, dừng đi phỏng vấn này chết tôi. Anh làm thì làm đi. Thưa quý vị, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay chính là Dr. Vinh Phạm. À, tôi chào quý vị khán giả nhé. Tôi ngại quá đi thôi. À, bản thân em là một người rất sáng tạo. Đúng. Gặp em từ sáng đến giờ có ít phút thôi mà anh thấy điều đấy rất rõ. Qua việc em nghĩ kịch bản cháo đầu đấy. Rất nhanh. Và với cái sự sáng tạo đấy thì anh nghĩ là sẽ không thiếu những nội dung xung quanh mà em có thể khai thác được. Tình huống cãi nhau. Những cái tình huống mua bán ở ngoài chợ. Những cái tình huống xảy ra xung quanh em, các cái câu chuyện xung quanh em, thì em sẽ lấy nó để đem nó vào, vận dụng nó vào clip. À, chính vì sao mà em phải ở quê. Em không thể lên thành phố để em sống được. Tại vì ở thành phố nó không có vốn sống, nó không có sự trải nghiệm.